Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Bùi Quang Huy đã bị bắt đưa về nước. Ngày 30 tháng 5, một nguồn tin nội bộ cho Thời báo chấm Đề biết, Bùi Quang Huy, tổng giám đốc công ty Nhật Cường, trốn truy nã ở nước ngoài đã bị bắt đưa về nước. Nguyễn Đức Trung, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, có thể sẽ phải đối mặt thêm hai án mới. Ngoài ra, thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, người ký quyết định truy nã Bùi Quang Huy, có thể sẽ lên làm chánh văn phòng Trung ương Đảng nơi làm việc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và đây là hình quyết định truy nã Bùi Quang Huy. Vụ án công ty Nhật Cường thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo. Diễn biến vụ việc được báo chí nhà nước tường thuật như sau. Công ty Nhật Cường, tên đầy đủ là công ty thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, có một thành viên là Nhật Cường Software, phụ trách mảng kinh doanh chính của công ty Nhật Cường. Theo thông tin tự giới thiệu trên website chính thức của Nhật Cường, công ty này có những sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ cả khối cơ quan chính phủ và doanh nghiệp. Nhật Cường từng được trao tặng rất nhiều giải thưởng, danh hiệu như huân chương lao động hạng 3, doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam. Tuy nhiên, theo cáo trạng từ năm 2013 đến năm 2019, công ty Nhật Cường đã nhập điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác của Trung Quốc và Hồng Kông về bán tại Việt Nam mà không qua hải quan, không nộp thuế. Công ty Nhật Cường đã tiêu thụ hơn 254.000 sản phẩm, thu trên 3.200 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 220 tỷ đồng. Sáng ngày 9 tháng 5 năm 2019, nhiều cửa hàng của Nhật Cường bị khám xét, công an đã tịch thu nhiều vật dụng ở các cửa hàng này. Ngày 10 tháng 5 năm 2019, trụ sở công ty Nhật Cường tại số 7 Trần Phú, Hà Nội bị khám xét, sau đó công an đã dẫn đi nhiều người là nhân viên của công ty này. Và đây là hình xét xử vụ án Nhật Cường. Ngày 14 tháng 5 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty Nhật Cường, Hà Nội. Khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy và 8 người liên quan. Ngày 19 tháng 5 năm 2019, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03, Bộ Công an đã phát thông báo truy nã toàn quốc đối với Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc công ty Nhật Cường. Ngày 10 tháng 7 năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bổ sung tội danh rửa tiền đối với bị can Bùi Quang Huy. Ngày 24 tháng 7 năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Hà Nội Nguyễn Đức Trung phối hợp chỉ đạo các sở, ban ngành cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến công ty Nhật Cường để phục vụ công tác điều tra. Ngày 18 tháng 9 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thông báo đã đề nghị Interpol truy bắt và được Interpol đưa vào truy nã đỏ. Ngày 29 tháng 11 năm 2019, Bộ Công an đã bắt Nguyễn Tiến Học, nguyên phó giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội, Phạm Thị Kim Tuyến, trưởng phòng đăng ký kinh doanh thuộc xã này, và Lê Duy Tuấn, giám đốc kinh doanh công ty Đồng Kinh. Và đây là hình cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung ra tòa. Ngày 28 tháng 12 năm 2019, Bộ Công an đã khởi tố bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội và ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh Văn phòng Thành ủy, nguyên giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội. Ngày 22 tháng 7 năm 2020, Bộ Công an bắt thêm Nguyễn Anh Ngọc, phòng thư ký Ủy ban nhân dân Hà Nội, Nguyễn Hoàng Trung, lái xe riêng của ông Trung và Phạm Quang Dũng, cán bộ công an của C03 Bộ Công an. Cả ba bị khởi tố về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước liên quan đến vụ án Nhật Cường. Ngày 28 tháng 8 năm 2020, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Hà Nội để điều tra hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Ngoài ra, ông Trung còn bị điều tra trong hai vụ án khác, một là buôn lậu và rửa tiền liên quan Nhật Cường, hai là vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Hà Nội. Ngày 11 tháng 12 năm 2020, cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức chung và ba đồng phạm đã bị tòa án đưa ra xét xử kính. Ông Trung bị tuyên 5 năm tù, cựu công an Phạm Quang Dũng bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù, tài xế riêng của ông Trung Nguyễn Hoàng Trung bị tuyên phạt mức án 24 tháng tù. Nguyễn Anh Ngọc, cựu phó trưởng phòng thư ký thuộc văn phòng Ủy ban Nhân dân Hà Nội lãnh 18 tháng tù. Tất cả đều bị kết án với tội danh chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước và ông chung là chủ mưu. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Bùi Quang Huy đã bị bắt đưa về nước. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Thầy Thích Minh Đạo phải nhận hình phạt sau khi tán tháng sư Thích Minh Tuệ ngày 29 tháng 5, BBC Tiếng Việt có bài Khen sư thích minh tuệ, sư thích minh đạo bị kiểm điểm, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. BBC cho hay Thượng tọa thích minh đạo, chủ trì tu viện minh đạo tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, vừa bị giáo hội Phật giáo địa phương kiểm điểm sau khi ông đăng video khen ngợi sư thích minh tuệ, người đang trở thành hiện tượng với hành trình bộ hành khất thực từ Bắc Chí Nam. Theo BBC, từ 30 năm qua, nhà sư thích minh đạo và tu viện minh đạo của ông đã cung mang nhiều trẻ mồ côi hoặc bị bỏ rơi. Hiện tu viện đang nuôi dưỡng 64 đứa trẻ, tuổi đời từ 4 đến 23. BBC trích dẫn thông tin trên website của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào ngày 17 tháng 5. Thường trực ban trị sự giáo hội này đã họp giải quyết về phát ngôn của sư Thích Minh Đạo về sư Thích Minh Tuệ. Và đây là hình bài trên BBC. Theo đó, ban trị sự kết luận rằng, việc sư Thích Minh Đạo nhận xét về ông Lê Anh Tú là quyền suy nghĩ của từng cá nhân, nhưng sư Thích Minh Đạo sai ở chỗ dùng từ chưa đúng với chức năng quyền hạn của mình, dẫn đến sự ngộ nhận từ nhiều nơi. BBC cho biết, theo bài viết trên website của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, sư Thích Minh Đạo đã thành tâm nhận lỗi của mình. Bài báo trích lời sư Thích Minh Đạo trong cuộc họp kiểm điểm, trong lúc trao đổi pháp với Phật tử ông đã đi quá xa và không kiểm soát được lời nói. BBC cũng cho biết, ngày 27 tháng 5, mạng xã hội lan truyền một văn bản được cho là thư kiểm điểm và xin nghỉ tham gia công việc giáo hội Phật giáo Việt Nam của sư Thích Minh Đạo. Tuy nhiên, BBC chưa thể kiểm chứng độc lập thông tin này. Tối ngày 27 tháng 5, Facebook của Tu viện Minh Đạo đang dòng chữ Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Ngay sau khi mạng xã hội xôn xao thông tin về vụ kiểm điểm, kèm video Thượng tọa Thích Minh Đạo giảng về nội dung có liên quan tới câu thành ngữ này. Và đây là hình thầy thích minh đạo. Cũng trong bức thư nói trên, sư thích minh đạo cho biết mọi sự bắt đầu từ câu nói của ông trong video về sư thích minh tuệ. Xin đại diện giáo hội tán thán hạnh đầu đà của minh tuệ. Bức thư nói, sư minh đạo muốn sám hối lần cuối và xin được tụ tập trong tu viện, không tham gia việc giáo hội nữa và sẽ khép mình trong yên lặng. BBC đã có cuộc phỏng vấn linh mục Anton Maria Vũ Quốc Thịnh, thuộc dòng chúa cứu thế ngày 28 tháng 5. Linh Mục cho biết, sau khi được biết thông tin về cuộc họp kỷ luật, ông đã gọi điện hỏi thăm Sư Minh Đạo. Theo lời Linh Mục, Sư Minh Đạo cho biết, ông coi giáo hội Phật giáo như cha mẹ sửa sai mình, đồng thời nói rằng ông không phiền muộn cũng như không oán trách bất cứ ai. Linh Mục Anton Maria Vũ Quốc Thịnh bình luận với BBC rằng, trong một tập thể mà người nào dám nói thẳng nói thật, thường bị sửa sai và có khi bị loại trừ chuyện khen một gương sáng nào đó là chuyện rất tốt trong cuộc sống. Thế nhưng, khi một ai đó không đi theo xu hướng của tập thể, thì bị tập thể nghiền nát như bánh xe lịch sử nghiền nát người nào đi trước lịch sử vậy. Và đây là hình sư thầy Minh Tuệ. BBC nhận thấy vụ việc sư Minh Đạo bị kỷ luật đã gây ra nhiều phản ứng trong dư luận, đặc biệt từ những người sử dụng mạng xã hội. Nhiều người đã vào Facebook của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để bình luận phần lớn các ý kiến bày tỏ sự phản đối, chê trách việc làm của giáo hội này. BBC trích lời bạn Lê Hoàng Anh chỉ ra rằng giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tự đốt nhà mình hai lần trong tháng Phật đảng. Lần thứ nhất ra văn bản cảnh báo về hành giả minh tuệ không có giấy phép. Lần thứ hai kiểm điểm thầy Thích Minh Đạo tán tháng ngày minh tuệ. BBC cho biết nhà sư Thích Minh Tuệ tu theo hạnh đầu đà, đi bộ khắp nơi khất thực, đang trở thành một hiện tượng tại Việt Nam ở mỗi nơi nhà sư đi qua đều có hàng trăm hàng ngàn người chào đón và đi theo. Ông đã tạo cảm hứng cho các trào lưu về thời trang, tu tập và các thảo luận sôi nổi về Phật giáo trên mạng xã hội. Ông cũng khiến giáo hội Phật giáo do nhà nước quản lý và chính quyền bận tâm. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Thầy Thích Minh Đạo phải nhận hình phạt sau khi tán thán sư Minh Tuệ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.